chào các bạn nhé, lại là Di Động Nhật Nam đây. Lại là một video clip với cái mức giá giảm chưa từng có từ trước tới nay. Lý do là mới học được quả bí kíp của ông sư phụ tu luyện hàng trăm năm trên núi Võ Đang về. Tức là bán lỗ, bán hòa, là bán rất nhanh, rất chạy hàng. Và mấy ngày hôm nay thì đơn hàng đi cũng khá nhiều và ổn định hơn trước rất là nhiều. Rất là cảm ơn các bạn nhé. Nói chung quyết tâm xả hết cái đợt hàng này trong tháng 12 để đón xuân năm mới 2024 với những cái loạt hàng xanh tươi và chuẩn chỉ, leng keng xài beng hơn nữa, với mức giá ổn định, để hy vọng rằng mang đến những cái sản phẩm thực sự chất lượng, chuẩn chỉ, ok cho người tiêu dùng. Cảm ơn vì nhiều năm qua các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ. Và hôm nay cũng thế thôi, đầu tiên có một sản phẩm cực chất, đó là Oppo Reno 10 Pro. Oppo Reno 10 Pro phiên bản 5G 256GB cực chất, camera khủng, cấu hình khỏe, màn hình cong, chuẩn chỉ ok, và máy thì không khác gì máy mới, với giá cực rẻ ngày hôm nay chỉ có 9.300.000 thôi. Giá đã được giảm sâu và rất rẻ, 9.300.000, cơ hội duy nhất một máy màu tím hoàng hôn các bạn nhé. Cam kết là hàng nguyên zin chính hãng, sử dụng được 2 sim ngon lành cành đào và máy siêu keng, có nghĩa là hàng lướt, dùng rất ít, không khác gì máy mới đập hộp, nhưng giá tiết kiệm hơn rất là nhiều. Đây là một phiên bản cao cấp của hãng Oppo, được trang bị màn hình cong và trang bị camera khá là khủng, chuẩn chỉ, bộ nhớ 256GB và giá bán cực kỳ hấp dẫn, chỉ có là 9.300.000 ngày hôm nay. Còn chần chờ gì nữa mà không chốt các bạn. Tiếp theo thì có Oppo Reno 10 5G, cũng là 256GB, cũng màn hình cong, camera khủng, cấu hình khỏe cực chất, và cũng là hàng chính hãng của Oppo. Và con này cũng có giá cực thơm, cực rẻ ngày hôm nay, giảm sâu hơn nữa cho các bạn, bởi vì mới tu luyện bí kíp thì phải thực hiện cho nó thuần thục. Sau khi thực hiện thuần thục, có kinh nghiệm rồi thì chúng ta mới bớt bớt lại các bạn ạ. Chứ còn hiện tại thì mới học được cái bí kíp bán lỗ, bán chạy hàng quá đang sung sướng, đang trải nghiệm các bạn nhé. Ông thầy ông dặn, ông bảo cứ bán hết hàng đi, rồi ôm tiền ăn Tết xong, Tết xong còn bao nhiêu thì làm, không còn thì nghỉ. Đấy. Và Reno 10 5G này sẽ có giá bán sập sàn ngày hôm nay là 7.300.000. Một con máy cũng khá mới nhé, có thể nói là siêu lướt, leng keng xà beng, chính hãng 2 sim cực chuẩn. Bên mình bán thì sẽ cam kết là hàng zin chính hãng đối với dòng Android, và sẽ bảo hành tới 6 tháng, lỗi là đổi không sửa chữa. Giá bán sẽ là giá máy trần, không tặng phụ kiện và không bao ship. Bên mình xưa giờ chỉ bán máy không thế này thôi, và không chụp ảnh qua Zalo. Rất mong các bạn thông cảm vì những sự bất tiện này. Tuy nhiên bên mình bán máy zin chất, cam kết máy zin, cam kết máy chuẩn chính hãng, và cam kết những sản phẩm chất lượng xịn sò, bảo hành lên đến 6 tháng, và lỗi là đổi chứ không sửa chữa. Như vậy quá yên tâm. Ở shop Di Động Nhật Nam thì chả có gì ngoài uy tín, chất lượng các bạn nhé. Khối công lượng, khối công việc khá lớn cho nên mình không chụp ảnh Zalo, chứ không phải là vấn đề gì cả. Các bạn cứ theo dõi video clip. Và hơn thế nữa, đặc thù của công việc của mình là làm YouTube, quay video trên YouTube để kiếm lượt view, để kiếm lượt xem, để bù lại những cái khoản tiền mình đã bán lỗ, bán hòa. Cho nên với việc xem video là cực kỳ ý nghĩa, cũng như là đem lại lợi nhuận hoặc là lợi ích, chứ không phải là xem video là vô bổ. Cho nên mình chỉ quay video và bán thôi, chứ không có đáp ứng cái nhu cầu chụp ảnh qua Zalo nhá. Không bán cũng được, các bạn có thể chọn cách xem chơi cho vui chứ không mua. Nhưng nếu yêu cầu mình chụp ảnh qua Zalo thì chắc chắn mình sẽ không chụp rồi nha. Ai mua được thì mua, và không mua được thì thôi, chúng ta không thuộc về nhau. Đấy, mình buôn bán vẫn là cái tiêu chí sẵn phẳng, là chi kỷ, bao nhiêu năm nay cũng thế. Bán rẻ bán đắt không quan trọng, máy là phải chất lượng, phải ok và phải đúng tiêu chí thì mình mới bán. Đấy. Rồi tiếp theo là có dòng sản phẩm 11 Pro Max phiên bản 2 sim vật lý các bạn ạ. Hôm nay thì 2 sim vật lý mình có sản phẩm màu xanh rêu, 256GB. Do là dán nó dính cái keo ở đây, chưa có chùi đi thôi, chứ không phải là bị vấn đề gì nhá. Mình vừa lột cái tem này nó có keo. Và máy thì đã kiểm định ok, chuẩn chỉ, là phiên bản 2 sim vật lý. 2 sim vật lý thì có thể gắn được 2 sim vào đây để dùng. Và màu xanh rêu là một cái màu khá là đẹp các bạn ạ. Con này thì màn hình to 6,5 inch, pin trâu, máy chất, và là hàng chuẩn zin quốc tế, bảo hành 6 tháng. Nói chung đối với dòng iPhone thì cam kết chỉ bán hàng của nhà táo sản xuất, tức là táo Mỹ sản xuất. Vì trên thế giới các bạn cũng biết là chỉ có duy nhất một hãng, đó là hãng nhà táo, táo cắn dở, là sản xuất iPhone. Và có những phiên bản 2 sim để xuất đi những thị trường như là
Hồng Kông, Trung Quốc. Và đây phiên bản 2 SIM cho bạn nào cần phải sử dụng 2 SIM cho thuận tiện thì giá bán của nó ngày hôm nay là 11.800. Một mức giá cũng rất là rẻ, máy thì mình thấy có ngoại hình đẹp keng và đảm bảo các bạn xài thì chắc chắn bền lâu. Vì đợt hàng lần này về hàng cực kỳ chất các bạn nhé. Ngoài màu xanh rêu thì mình còn có thêm đó là cái màu gọi là màu xám đen, màu đen. Thì cũng 256GB, cũng là chuẩn zin nhà táo sản xuất và cũng là phiên bản 2 SIM vật lý. Giá cũng là 11.800. Lưu ý là phiên bản 256GB là bộ nhớ rất nhiều và phiên bản 2 SIM rất là thuận tiện cho các bạn sử dụng nhé. Không phải đi đâu để đổi SIM, không phải gắn eSIM để tránh tình trạng hay phải thay SIM bất tiện. Và dĩ nhiên bên mình bán thì cũng chỉ báo giá máy trần. Các bạn có thể tận dụng những bộ sạc cũ đang có hoặc có thể mua kèm khi mua máy những bộ sạc xịn sò tại Di Động Nhật Nam chứ không cho tặng. Của biếu là của lo mà của cho là của nợ các bạn nhé. Cứ sằng phẳng là chi kỷ mà chơi, sằng phẳng thì mới bền lâu được các bạn ạ. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có 11 Pro Max luôn. Nhưng đây là phiên bản tiêu chuẩn một SIM vật lý và một eSIM. Như vậy về tiêu chuẩn thì cũng có thể dùng được 2 SIM. Nhưng cái này thì phải ra tổng đài gặp mấy em chân dài. Anh em nào mà có cái tính hay run khi đối diện trước những người đẹp thì chúng ta không nên xài phiên bản này. Còn anh em nào mạnh dạn và không ngại ngần gì đến cái việc mà đi ra tổng đài để đổi cho mình một cái eSIM thì chúng ta có thể xài phiên bản này. Và phiên bản này do cái sự bất tiện và do cái sự phải đi ra tổng đài tốn kém chi phí là 35.000 đồng để đổi eSIM thì mình quyết định giảm giá xuống 300 so với phiên bản 2 SIM. Mình bán là 11 triệu 5. Và đây cũng là phiên bản 256GB. Và phiên bản 256GB, phiên bản LLA, phiên bản châu Âu và những phiên bản không thuộc Hồng Kông, Trung Quốc thì nó sẽ là một SIM vật lý và một eSIM. Như vậy sẽ có giá bán rẻ là 11.500. Ai kết thì chúng ta chốt. Màn hình cũng 6.5 và bộ nhớ cũng 256. Và cũng là hàng chuẩn zin quốc tế, gắn SIM là dùng. Ngon lành, Di Động Nhật Nam bán cam kết zin quốc tế và bảo hành tới 6 tháng. Lỗi là đổi không sửa chữa. Giá bán là 11.500. Và với phiên bản này thì mình có hai màu. Một là màu xanh rêu. Thứ hai nữa ở đây là màu trắng các bạn nhé. Trắng ngọc trai, trắng ngọc trinh. Trắng như bung bông bưởi luôn các bạn ạ. Đấy. Và tiêu chí là bán hòa, bán lỗ thì bán được nhanh. Cho nên là giá 11 triệu năm là giá rất rẻ để sắm Tết. Sử dụng lâu dài qua năm sau luôn. Thậm chí nhiều năm sau nữa. Và nếu muốn nâng cấp lên đời thì các bạn có thể gửi về Di Động Nhật Nam. Mình thu mua lại hết tất cả các sản phẩm mình đã bán ra để tạo điều kiện cho các bạn nâng cấp lên đời. Nên các bạn cứ yên tâm. Tiếp theo thì giảm giá Đông, giảm giá Tây thì ở đây có thêm một con Oppo Reno 8Z cũng không lý nào không giảm giá. Đây là một con máy đẹp, leng keng xà beng, chuẩn chỉ ok, chính hãng và màu vàng. Reno 8Z thì cũng có một cái bộ nhớ siêu nhiều, đó là 256GB. Máy siêu chất và cũng sản xuất gần, chính hãng của Oppo, dùng 2 SIM. Oppo thì các bạn cũng biết rồi, nồi đồng cối đá xài cũng khá là bền. Và giá bán của con này thì bình thường nó bán tới 5 triệu rưỡi. Nhưng hôm nay là một ngày để có thể nói là mang quyển bí kíp ra dở xem trang cuối. Ông thầy dặn dò khi nào bán ế cứ bán lỗ cho thầy. Đấy, thế là nghe lời thầy bán. Thôi thì khi nào hết tiền đến nhà thầy xin gạo vay tiền ha. Và giá bán hôm nay chỉ có 5 triệu 3. Đấy, bí kíp của ông thầy quá là tuyệt đỉnh công phu. Nói chung là ông học cũng mấy chục năm ông mới truyền lại cho mình. Đến lúc mà kiểu như ông ấy lớn tuổi rồi, về hưu rồi, không bán nữa mới truyền lại cho mình đấy. Còn không ra là mình không biết được điều này, còn ốm đòn. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là 8 Plus các bạn ạ. 8 Plus phiên bản 64GB màu gold thì ngày hôm nay bán cũng giá cực sốc là 4 triệu 1. Con này thì máy zin chuẩn ok, 64GB ngon lành, 4 triệu 1 các bạn nhé. Hàng zin chất quốc tế ngon lành, không phải hàng sửa đâu. Mấy ông thích mua hàng 3 triệu, 3 triệu mấy đầy ngoài thị trường. Nhưng mà hàng sửa bét tè lè nhè ra rồi, các ông biết đâu. Nhìn bên ngoài sao biết được. Còn mở ra thì không có kỹ năng, mở ra hỏng nó lại bắt đền cho thì khổ. Rồi tiếp theo là 8 Plus 256GB. 256GB thì giá bán là 4 triệu 800 nghìn các bạn nhé. Và còn duy nhất một máy màu đen. Dĩ nhiên là 256GB thì nó phải đắt hơn 64GB nhé. Đấy, cho nên là cũng đừng nhầm lẫn. Rồi tiếp theo là 12 Pro thì tiếp tục xuất hiện ở đây phiên bản màu xanh. Mặc dù hôm nọ đã bán màu xanh rồi và tưởng chừng là hết. Nhưng không có gì ngoài iPhone tại Di Động Nhật Nam, nguồn hàng là vô tận các bạn ạ. Bới bới móc móc lại thấy được một con 12 Pro 128GB màu xanh. Máy đẹp zin 99% và có giá bán cho các bạn là 11 triệu 500.
một mức giá khá là chuẩn, ok các bạn nhé, 11.500.000. Rồi, không những có màu xanh mà chúng ta còn có cả màu xám đen, cũng thế, cũng hàng đẹp zin 99%, ngon lành cành đào chuẩn chỉ quốc tế, 128GB màn hình tầm trung nhỏ gọn, 6.1 inch, cực chất và cực sốc, giá bán là 11.500.000. Dĩ nhiên là cũng giá máy trần, không tặng phụ kiện và không bao ship, nhưng bao máy ngon và bảo hành tới 6 tháng. Rồi tiếp theo là Oppo A77s các bạn nhé. A77s cực chất và máy khá mới đây, mới keng xà beng cực chuẩn, và sau nhiều lần điều chỉnh và được giảm giá cũng như là đã áp dụng quả bí kíp cực đỉnh của ông thầy, thì mình quyết định bán với giá là 3.800.000 thôi, một mức giá khá ngon cho khách tiêu dùng.